Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 27 tháng 1 năm 2023 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Chuyên gia Nga, đạn của T-55 thừa sức xuyên thủng xe tăng Abrams. Nhật Bản bổ sung danh sách trừng phạt liên quan đến Nga. Bị NATO chỉ trích, Đan Mạch sẽ áp nghỉ vụ quân sự bắt buộc với phụ nữ. Cựu Tổng thống Obama nằm trong tầm ngắm điều tra tài liệu mật. Sau đây là thông tin chi tiết. Chuyên gia Nga, đạn của T-55 thừa sức xuyên thủng xe tăng Abrams. Theo chuyên gia Suvorov, với hàng loạt điểm yếu, chỉ cần đạn của tăng T-55 cũng đủ sức đánh bại xe Abrams của Mỹ chuyển cho Ukraine. Hãng thông tấn TASS hôm 26 tháng 1 dẫn nhận định của chuyên gia thiết giáp Nga, đại tá đã nghỉ hưu Sergei Suvorov cho biết, xe tăng M1 Abrams hầu như không thể sửa chữa trong các điều kiện thực chiến và không phù hợp cho những chiến dịch tại các vùng lãnh thổ như bụi tại Ukraine. Điểm yếu của cổ tăng này là bị bộc lộ qua cuộc chiến ở Iraq. Thực tế chiến đấu ở Iraq đã cho thấy chúng dễ bị lửa thiêu rụi. Tháp pháo của Abrams từng bị đạn 100mm của xe tăng T-55 xuyên thủng. Có cả những bằng chứng cho thấy tăng Abrams từng bị tấn công bởi súng tự động của cả xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của chúng tôi. Chính vì vậy, tăng Abrams không có cơ hội thắng khi đấu tay đôi với xe tăng hiện đại của Nga. Nếu một chiếc Abrams xuất hiện từ xa, đội tăng T-72 hoặc T-90 sẽ phóng tên lửa chống tăng và chúng tôi có thể nói rằng Abrams thậm chí không có cơ hội để bắn một phát nào bởi tầm bắn của nó không cho phép nó thực hiện điều đó, dây chuyên gia nói. Ông Sergei Suvorov cho biết thêm, cùng với loạt điểm yếu nói trên, để có thể hoạt động trân tru, cổ tăng này cần nhiên liệu máy bay phản lực sạch, Abrams còn gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng trong quá trình vận hành. Đặc biệt là việc chúng không thể sửa chữa được trong điều kiện thực tế chiến đấu. Nếu xuất hiện bất kỳ hỏng hóc nào trong nguồn điện, Chúng phải được lấy ra khỏi xe tăng và đưa tới cho những chuyên gia giàu kinh nghiệm sửa chữa, ngắt kết nối với hộp số và chỉ kết nối trở lại sau khi đã sửa chữa xong, ông Suvorov cho hay. Cùng với đó, hệ thống nạp khí của Abrams cũng là một khiếm khuyết của chúng. M1 Abrams được thiết kế với hệ thống lọc khí hoạt động tương tự thiết bị trên các xe cơ giới. Nếu bị tắt, nó sẽ cần được lấy ra ngoài và làm sạch. Trong khi tất cả xe tăng của Nga được trang bị thiết bị gom bụi lốc xoáy, giống là những thiết bị khá thông minh. Bộ lọc của Abrams chỉ hoạt động tốt trong 15 phút với điều kiện địa hình nhiều bụi trong suốt chiến dịch Iraq. Đây là một trở ngại lớn trong việc triển khai Abrams tại Ukraine. Mặc dù dày cổ tăng này vẫn có thể dẫn hành trong mùa đông, nhưng vào mùa hè ở Ukraine khá bụi. Đại tá Suvorov nói, Tuy nhiên, vị chuyên gia Nga cũng thừa nhận rằng hiệu quả thực sự của Abrams còn phụ thuộc vào kỹ năng chỉ huy dẫn hành và chiến đấu của kiếp lái Ukraine. Hôm 25 tháng 1, Tổng thống Biden thông báo Mỹ sẽ chuyển 31 xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho Ukraine. Trước đó, Đức, Ba Lan và Anh tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 và Challenger 2 cho Kiev. Nhật Bản bổ sung danh sách trừng phạt liên quan đến Nga. Nhật Bản hôm nay 27 tháng 1 quyết định bổ sung 36 cá nhân và 52 tổ chức có liên hệ với Nga vào danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm xuất khẩu nhắm vào các chính trị gia, sĩ quan quân đội, doanh nhân, công ty và một số đối tượng khác của Nga. Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần một năm trước, quan hệ Nga-Nhật đã xấu đi nhanh chóng và rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Nhật Bản cùng với Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, bao gồm cả việc đóng băng tài sản đối với Tổng thống Putin và Ngân hàng Trung ương Quốc gia Nga. Đáp trả lại, Nga cũng đã có các biện pháp cứng rắn khi xếp Nhật Bản vào nhóm các quốc gia không thân thiện, đồng thời tuyên bố ngừng đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, bao gồm đàm phán với giải quyết tranh chấp quần đảo Nam Korean mà Nhật Bản gọi là dùng lãnh thổ phương Bắc. Mới đây, sau khi Nhật Bản công bố chiến lược an ninh quốc gia mới và lộ trình tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, Nga đã cáo buộc Nhật Bản từ bỏ chính sách hòa bình kéo dài hàng chục năm và thực hiện quân sự quá nhanh chóng. Động thái này chắc chắn sẽ gây ra những thách thức an ninh. Bị NATO chỉ trích, Đan Mạch sẽ áp nghĩa vụ quân sự bắt buộc với phụ nữ. Lombard hôm 26 tháng 1 đưa tin, Đan Mạch có kế hoạch áp dụng nghĩa vụ dụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ nhằm tìm cách tăng cường quy mô của lực lượng vũ trang. Trước Đan Mạch, Na Uy đã trở thành thành viên đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đưa ra dự thảo quân sự bắt buộc đối với phụ nữ từ năm 2015. Jacob Elman Jensen, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Đan Mạch, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TV2 cho biết, nước này đang hướng tới việc áp dụng nghĩa vụ dụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ đủ điều kiện nhằm tăng cường quy mô của lực lượng vũ trang. Theo ông Jacob Elman Jensen, quân đội nước này không còn khả năng chỉ dựa vào các tình nguyện viên. Tuyên bố của ông Jacob Elman Jensen được đưa ra trong bối cảnh NATO vừa công bố một báo cáo trong đó chỉ trích Copenhagen đã không chú trọng đầu tư cho lực lượng vũ trang cả đất liền và trên biển. Luật hiện hành của Đan Mạch cho phép lực lượng vũ trang yêu cầu nhập ngũ bắt buộc đối với tất cả nam giới trên 18 tuổi có đủ sức khỏe, do thời gian phục vụ thường kéo dài từ 4 đến 12 tháng. Mặt khác, phụ nữ được phép tham gia quân đội một cách tự nguyện và không bị pháp luật bắt buộc. Tuy nhiên, Do số lượng tình nguyện viên lớn, thường chiếm tỷ lệ trên 96% quân nhân tại ngũ của Đan Mạch, số lượng lính nghĩa vụ thực sự phục vụ trong quân đội của nước này vẫn còn tương đối thấp và chiếm chưa đến 1%. Hiện phụ nữ chiếm 17% tổng số quân nhân trong quân đội Đan Mạch. Ông Jacob M. Jensen tin rằng các lực lượng vũ trang sẽ được hưởng lợi khi có nhiều phụ nữ hơn gia nhập. Được biết, nước láng giềng Đan Mạch là Na Uy, đã trở thành thành viên đầu tiên của NATO đưa ra dự thảo quân sự bắt buộc đối với phụ nữ từ năm 2015 và tỷ lệ nữ quân nhân nước này đã tăng lên 20% vào năm 2021. Hồi tháng 12 năm 2022, Đan Mạch cho biết có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 660 triệu đô la Mỹ để đạt được mức đóng góp mục tiêu của NATO là 2% GDP vào năm 2030, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch trước đó. Cựu Tổng thống Obama nằm trong tầm ngắm điều tra tài liệu mật theo Newsweek, việc phát hiện gần đây các tài liệu mật của tổng thống Joe Biden, ông Donald Trump và cựu phó tổng thống Mike Pence đã đặt ra nghi vấn về các cựu tổng thống như Barack Obama có khả năng vẫn sở hữu tài liệu nhạy cảm. Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ NARA hôm 26 tháng 1 đã chính thức yêu cầu các cựu tổng thống và phó tổng thống Mỹ kiểm tra lại nơi cất giữ dân dụng cá nhân để tìm xem liệu có để sót bất kỳ tài liệu mật nào hay không. Trong một lá thư gửi đại diện các cựu tổng thống và phó tổng thống của sáu chính quyền liên bang gần đây nhất, NARA yêu cầu họ phải tuân thủ đạo luật hồ sơ tổng thống BRA, được ban hành từ năm 1978. Theo đó, các cựu lãnh đạo phải kiểm tra nơi cất giữ vật dụng cá nhân để đảm bảo rằng trong các tài liệu này không vô tình chứa hồ sơ của Nhà Trắng mà theo luật phải chuyển giao cho NARA. Các cựu tổng thống nhận được yêu cầu trên bao gồm các ông Donald Trump, Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Ronald Reagan. Cùng với các cựu phó tổng thống là ông Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore và Dan Quayle. Trong một loạt các cuộc phỏng vấn tại Đội Capitol Quốc hội Mỹ tuần này, một số thành viên thuộc Đảng Cộng hòa nói với Newsweek rằng họ lo ngại về việc xử lý tài liệu nhạy cảm của một số cựu tổng thống sau khi rời Nhà Trắng. Đặc biệt, một số nhà lập pháp Cộng hòa kêu gọi những nhân vật như cựu tổng thống Obama bắt đầu rà soát hồ sơ của họ để xem liệu họ có loại bỏ các tài liệu mật khỏi Nhà Trắng theo đúng quy trình hay không hy vọng rằng cựu tổng thống Obama đang xem xét các giấy tờ của ông ấy, đảm bảo rằng ông ấy không có những thứ tương tự. Nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon của bang Nebraska nói với Newsweek trong một cuộc phỏng vấn. Trước đó, sau khi lục soát tư dinh của cựu tổng thống Donald Trump hồi tháng 8 năm ngoái, các điều tra viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một văn bản cáo buộc ông Trump đã giấu các tài liệu tuyệt mật tại nhà riêng ở bang Florida để cản trở của điều tra của Cục Điều tra Liên bang FBI về cựu tổng thống Mỹ. Về phần mình, ông Trump cho rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã giữ lại nhiều tài liệu mật lúc mãn nhiệm. Ông Trump đã nhiều lần đăng trên mạng xã hội Truth Social cáo buộc ông Obama, cựu tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, từ chối trả lại các tài liệu. Trong đó có một số liên quan thông tin hạt nhân. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. New York Times dẫn một báo cáo quân sự cho biết, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ đạt mục tiêu tăng cường sản xuất vũ khí cho Ukraine, đồng thời bộ này cũng đang lên kế hoạch nỗ lực hiện đại hóa tích cực nhất các cơ sở sản xuất vũ khí trong gần 40 năm qua. Đặc biệt, Lầu Năm Góc có kế hoạch tăng cường sản xuất đạn pháo 155mm gấp 6 lần trong vòng 2 năm tới. Cụ thể, nỗ lực hiện đại hóa sẽ bao gồm việc mở rộng các nhà máy sản xuất vũ khí và khuyến khích sự tham gia của nhiều nhà sản xuất mới để đạt mức tăng 500% trong sản xuất đạn pháo trong vòng 2 năm. Cũng theo New York Times, động thái nói trên của Washington sẽ thúc đẩy sản xuất vũ khí và đạn dược thông thường lên mức chưa từng thấy kể từ đầu những năm 1950 trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Lục quân Mỹ đã sản xuất khoảng 14.400 đạn pháo mỗi tháng. Tuy nhiên, khi Kiev kêu gọi Washington và các quốc gia đồng minh trang bị thêm cho vũ khí và đạn dược, Lầu Năm Góc đã tăng gấp 3 mục tiêu sản xuất vào tháng 9 năm 2022 và tăng gấp đôi vào tháng 1 năm nay với công suất hiện thời là 90.000 quả đạn trên một tháng. New York Times cũng cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Mỹ dự định chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong vòng 15 năm tới để hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vũ khí thuộc sở hữu của chính phủ, tăng cường khả năng tự động hóa và sản xuất đạn dược nhanh hơn. Thưa quý vị, xung đột giữa Nga và Ukraine đã mang lại nhiều cơ hội cho Mỹ và đồng minh trong việc thử nghiệm và đánh giá các vũ khí, đồng thời rút ra những bài học từ thực tiễn. CNN mới đây đã trích dẫn dữ liệu và ý kiến của các sĩ quan tình báo và quan chức lầu năm góc cho rằng ukraine đã trở thành phòng thí nghiệm chiến đấu thật sự theo đó cuộc xung đột giữa nga và ukraine đã mang lại cho mỹ và đồng minh cơ hội đánh giá năng lực của các loại vũ khí do họ sản xuất trong điều kiện chúng được sử dụng khá nhiều trên chiến trường đặc biệt loại bom đạn nào đã giành chiến thắng khi cả hai phe sử dụng bên cạnh đó quân đội mỹ còn theo dõi mức độ thành công của nga trong việc sử dụng các loại máy bay không người lái uav giá rẻ một nguồn thông thạo tình báo phương tây nhận định với cnn rằng ukraine đích thực là một phòng thử nghiệm vũ khí vì không có thiết bị nào ở đó từng được sử dụng thật sự trong một cuộc chiến giữa hai nước phát triển về công nghiệp người này cũng cho biết thêm đối với quân đội mỹ cuộc khủng hoảng ukraine còn là nguồn dữ liệu lớn về tính hữu dụng của các hệ thống vũ khí của họ ví dụ UAV Squidplate 300 và một loại tên lửa được thiết kế để tấn công radar đã hoạt động kém hiệu quả hơn mong đợi, theo một lời sĩ quan tác chiến quân sự của Mỹ. Cũng theo vị này, hệ thống rocket pháo binh cơ động HIMARS M142 đóng vai trò then chốt trong thành công của Ukraine, mặc dù loại vũ khí này phải thường xuyên bảo dưỡng khi được sử dụng nhiều cách Ukraine sử dụng số lượng rocket hạn chế của HIMARS để phá hủy cơ sở chỉ huy và tiếp tế của Nga đã gây bất ngờ lớn và giới lãnh đạo quân sự sẽ nghiên cứu điều này trong nhiều năm. Bên cạnh đó, Mỹ cũng rút ra một thông tin quan trọng khác từ việc sử dụng loại lựu đạn M777. Theo lời một quan chức quốc phòng, nòng pháo thường bị hỏng rãnh xoắn bên trong, nếu phải bắn quá nhiều trong thời gian ngắn làm giảm độ chính xác. Bài học Mỹ có thể đúc kết từ xung đột là các loại pháo phải dùng xe kéo như 777 có thể đã lỗi thời. Loại vũ khí này thường khó di chuyển nhanh để tránh bị bắn trả và rất khó lần trốn trong thời đại mà các loại UAV và công cụ giám sát trên không rất phổ biến. Trong khi đó, nhà thờ quốc phòng BAE Systems của Anh thông báo rằng họ đã dựa vào thành công của Nga trong việc sử dụng các loại UAV cảm tử để điều chỉnh thiết kế cho một mẫu xe thiết giáp mới. Cụ thể, loại xe này sẽ được trang bị thêm lớp sáp để bảo vệ binh sĩ khỏi các cuộc tấn công từ trên không. Những ngày gần đây, các nước phương Tây đã liên tục cung cấp thêm nhiều loại vũ khí tối tân cho Ukraine. Theo Reuters, Tổng thống Joe Biden ngày 25 tháng 1 tuyên bố, ông chấp thuận đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin về việc chuyển sao một tiểu đoàn xe tăng gồm 31 chiếc M1 Abrahams cùng phụ tung thay thế cho Ukraine đồng thời người đứng đầu Mỹ cam kết huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng loại vũ khí này trước lo ngại nga có thể tiến hành một đợt tấn công mới trong mùa xuân năm nay. Phát biểu tại Nhà Trắng cùng với sự có mặt của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Tổng thống Joe Biden cho biết hôm nay tôi xin thông báo rằng Mỹ sẽ triển khai 31 xe tăng Abraham tới Ukraine tương đương một tiểu đoàn của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã khuyến nghị bước này nhằm củng cố năng lực của Ukraine để bảo vệ lãnh thổ và đạt được các mục tiêu chiến lược của nước này. Xe tăng Abraham là loại xe tăng mạnh nhất trên thế giới đồng thời cũng rất phức tạp để vận hành và bảo trì. Do đó, chúng tôi cũng cung cấp cho Ukraine các thiết bị và phụ tùng cần thiết để duy trì hiệu quả các xe tăng này trên chiến trường. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp xe tăng M1 Abrams một trong những chiếc xe tăng chủ lực mạnh nhất của Mỹ, thông qua Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh cho Ukraine, cho phép chính quyền Tổng thống Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp nước này, thay vì lấy từ kho vũ khí hiện có của Mỹ, dù việc này sẽ mất thời gian hơn. Mặc dù vậy, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết việc chuyển giao các xe tăng M1 Abrahams sẽ phải mất nhiều tháng, chứ không phải vài tuần, và động thái này của Washington là nhằm trang bị cho nền quốc phòng lâu dài của Ukraine. Tổng thống Biden cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ giúp huấn luyện các lực lượng Ukraine vận hành và bảo trì xe tăng Abrahams. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp xe tăng M1 Abrahams ở một địa điểm chưa được xác định. Là loại vũ khí cực kỳ phức tạp và đắt tiền, xe tăng Abrahams rất khó bảo trì và gây ra thách thức về tiếp tế hậu cần vì vận hành bằng nhiên liệu phản lực. Tổng chi phí của một chiếc xe tăng Abrahams có thể khác nhau và có thể lên tới hơn 10 triệu đô la Mỹ cho mỗi chiếc xe tăng khi bao gồm cả việc huấn luyện và bảo trì. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Arin de Gram thông báo sẽ gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine như một phần viện trợ của phương Tây. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NRK, Bộ trưởng Quốc phòng Gram cho biết Na Uy và chính phủ đã ủng hộ việc tặng xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Theo đó, Na Uy sẽ tham gia viện trợ vũ khí cho nước này, song không nêu rõ số lượng xe tăng sẽ được gửi. Các động thái nêu trên được ban bố sau khi ngày 25 tháng 1, Đức đã đồng ý gửi 14 xe tăng Leopard 2 sang Ukraine và mở đường cho các quốc gia châu Âu khác vận hành Leopard gửi xe tăng của họ tới Ukraine. Tăng cường kho vũ khí tổng hợp mà Kiev cần để mở các cuộc phản công mới. Theo đó, thông báo này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine từ lâu, Kiev đã kêu gọi Đức và các đối tác khác cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2, nhưng vấp phải sự so dự của Berlin. Phát biểu trước Quốc hội ngày 25 tháng 1, Thủ tướng Olaf Scholz đã tìm cách chấn an người dân khi nhấn mạnh Đức sẽ không chủ động tham chiến mà sẽ tiếp tục tìm cách ngăn chặn sự leo thang giữa Nga và NATO. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine không gây rủi ro cho đất nước. chúng tôi cũng sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine. Đó là kết quả của một quá trình tham vấn căng thẳng với các đồng minh và đối tác quốc tế. Thực sự đang có một cuộc xung đột đang diễn ra ở châu Âu, cách không xa Berlin. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn phải làm rõ mọi việc chúng tôi làm rằng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết và có thể để hỗ trợ Ukraine, nhưng đồng thời cũng tránh leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo nguyên tắc đó.